Thưa quý vị, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ đã ký một thỏa thuận về hiện đại hóa và vận hành cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin với trị giá 380 triệu USD, hơn 9.000 tỷ đồng, với công ty Accenture chuyên về dịch vụ và tư vấn công nghệ thông tin. Theo đó, công ty Accenture sẽ cung cấp hỗ trợ công nghệ tại trụ sở của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ, CBP tại Washington DC cũng như tại các phòng ban đơn vị trực thuộc và trung tâm dữ liệu của CBP để tối ưu hóa thực thi công vụ. Đại diện của Accenture cho biết, đây là thỏa thuận dịch vụ công nghệ thông tin mới nhất được Bộ An ninh Nội địa Mỹ ký kết với công ty Accenture trong những tháng gần đây. Vào tháng 7 năm 2022, công ty đã ký được thỏa thuận 10 năm trị giá 199 triệu đô la Mỹ với cơ quan quản lý an ninh giao thông vận tải TSA để cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ hệ thống chuyến bay an toàn. Trước đó, một thỏa thuận trị giá 199 triệu đô la Mỹ khác được ký kết giữa Accenture và với TSA để hỗ trợ hợp nhất ba hệ thống xác thực thành một nền tảng duy nhất những hệ thống đó là một phần của cơ sở hạ tầng phân phối cho các dịch vụ bao gồm tsa precheck